Trời ơi. Hey yo, xin chào mọi người, và mình lại là Bắp đây. Và hôm nay mình sẽ chơi con Payan, hiệp sĩ cho tàn anh em ạ. Nhưng đó là một phiên bản gọi là phiên bản có đa sắc hả? Cũng là skin này nhưng mà là có đa sắc nha anh em. Cái đa sắc gọi là đa sắc nham tinh hay sao á. Phát nữa. Ủa, không ai tốc biến lên hả? Ủa mấy bà, không ai tốc biến luôn không ơi. Đùa nhau à. Từ từ, tôi có đúp nha. Đúp. Phát nữa, hai. Trời ơi, quá đã. Ok, được rồi. Ôi, ok, cũng được, gỡ được một cái lính. Không, lộn, gỡ được hai con, mắc một con. No. Trời ơi. Lính của tôi. Nghe chỗ khác mày, đừng có quy tôi. Chẳng này chắc lúc nó con lắc nó có nó nấp của mấy ông ơi. Nó nấp nè. Ấy do sao học vậy bay. Tôi lo tập trung nhìn con lắc mà tôi học lính hoài luôn á. Piu. Piu. Hôm sau tôi có đem cái phiên Doran mà cho nó ghẻ đá không đi. Nó ghẻ nào nó chán thôi. La. Piu. Cái gì ba chấm hỏi. Trời ơi, chuẩn chưa. Đam cuối. Hay da. Cái con gừng của tôi nó đem thanh tẩy nè phải không? Những cái tem nó khống chế nhiều quá cho nó đem thanh tẩy luôn nè. Nhưng mà nó thiếu khả năng tiếp cận, mà nó bù lại cái e của nó thì cũng chắc cũng được á, cũng đỡ. Piu. Oh no. Né liền. Để cho nó ghẻ thoải mái. Cái gì đây? Piu. Nó còn be vét nó nấp tôi kìa mấy ông. Kìa nó nấp kìa. Hay da. Đau quá vậy. Trời ơi, đã chưa. Một hàng một. Nè coi nữa nè. Trời ơi. Ok, máu này chắc đủ để trụ rồi. Ui. Piu. Ra chỗ khác mày, đừng có mà hỗn. Mày tới số mày rồi. Tôi khỏi cần sử dụng cái hiệu đốt luôn mấy không? Tôi định sử dụng hiệu đốt mà con cách đời tôi nó lên là khỏi luôn đi. Hay quá boy, về. Không có đủ đam để giết đâu. Ok. Thôi đứng yên luôn kìa, phải đạn không? Rồi luôn, thấy bà nội bò tôi luôn rồi. Rồi, ý một phát nữa. Này. Rồi chủ bắn đau rồi mấy không? Trời ơi, trúng liền. Cái gì đây? Bầu tôi. Tôi xuống cái đã. Hay da, chưa có chu cuối nữa mấy ông ơi. Ủa, tôi đi ngang mắt của nó kìa, phải đạn không? Cái gì đây? Ra chỗ khác này. Hay da. Cứu tôi. Trời mẹ ơi. Cái gì vậy? Nó làm cái gì vậy? Từ nghe, tôi có chục túi. Ôi, cái gì gần tôi, từ từ. Tôi lo gần tôi trước đã. Này. Nè, tôi đỡ chứ. Ôi. Rồi, luôn không đỡ được rồi. À. Mắt của tôi. Bà ơi, vậy mà hụt được cũng hay rồi chứ. Mù mắt bà luôn rồi mấy anh em ơi. Mù mắt tôi chọc mù mắt tôi luôn. Cái gì đây? Nó khô máu luôn kìa anh em ơi. Lên nè. Lên. Lại lên đứng yên. Cái gì đây? Anh em kiếm chuyện phải không? Hay. Ui da, vậy mà không trúng. Ui. Lên nè.
Rồi luôn, băng trụ, băng trụ, băng trụ. Đánh vô, đánh vô. Này, cho luôn, cho luôn. Rồi luôn, ăn cám lợn luôn. Ui, no, 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 no. Một phát nữa, hai. Trời ơi, lỗi, hơi lỗi, hơi lỗi nha. Lỗi thiệt luôn. Tiêu. Ui da, hộp bà luôn. Oh no, oh no, oh no. Cái gì đây, nên định thủ trụ à. Chọt thấy bà nội mày liền. Nani? Què vậy? Á á á, lộn hướng, lộn hướng. Tụi em lộn hướng. Cái gì đây? Mấy anh em định ăn gồng à? Tập trung anh em ơi, tập trung. Trời ơi, nó khổ rồi má. Không hỏi luôn. Thôi có thằng nào cho cái hỗ trợ không vậy? Ok, cảm ơn. Cúp gồng. Ok, vậy chưa? Tôi cúp gồng thành công. Lên bộ ơi, lên bộ ơi. Chưa cuối chưa tới nữa nè. Rồi luôn, thấy bà nội nữa rồi. I'm coming, lên 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 lên. Hai. Ăn liền. Phiêu. Trời ơi, đau rồi mấy ông, phải đạn đau. Ra chỗ khác mày. Trời ơi. Một phát mà một bay luôn. Ủa cái gì vậy? Chấp hỏi. Đầu hàng đó hả? Phải đạn không?